Hi, xin chào các bạn, mình là Như Nguyễn. Hiện tại mình đang ngồi trong một chiếc xe sang của Đức. Và nói đến xe sang của Đức sẽ có rất là nhiều dòng: Bentley, BMW, Audi, Lamborghini. Và nhân vật chính ngày hôm nay mà Như Nguyễn sắp chăm sóc đó chính là Mercedes C300. Và ngày hôm nay chăm sóc cái chiếc Mercedes C300 này thì đồng hành cùng Dương Nguyễn sẽ là trung tâm MMK. Và MMK ở đâu và có những dịch vụ nào, các bạn hãy cùng Dương Nguyễn tham quan nha. Rồi, không để các bạn đi lâu, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi gặp chủ của MMK, đó chính là anh Đức. Thì đây là không gian xung quanh và đây là anh Đức. Em chào anh Đức. Nãy giờ em mượn xe anh Đức á, em nói trong đó quá chừng quá đất luôn. Rồi bây giờ á, để em muốn giới thiệu các bạn thêm về trung tâm chăm sóc xe của mình thì em xin phép anh Đức em đi hết dòng cửa hàng của mình được không anh? Ok, thoải mái đi em, cứ như ở nhà nha. Dạ, cảm ơn anh Đức. Rồi các bạn hãy cùng Dương Nguyễn đi hết một vòng xung quanh cửa hàng nha. Như các bạn có thấy, hiện tại mình đang đứng tại cái gian nhớt của trung tâm MMK. Thì MMK tin dùng sử dụng sản phẩm Voltronic rất là nhiều. Các bạn thấy đây là những sản phẩm Touring Turbo, sản phẩm 5W30, những sản phẩm cao cấp. Và ngoài ra có phụ gia phụ trợ rất là nhiều ở đây. Như các bạn có thấy đây, một dòng của MMK, những thùng C cộng, ngoài ra thì có cả Essenza nữa các bạn, Essenza nữa, rất là nhiều. Ok, và các bạn cùng mình đi vào bên trong. Thì bên trong đây là khu lắp đặt dịch vụ phụ kiện. Thì các bạn có thể thấy bên đây là một chiếc xe đang tiến hành cách âm. Thì tại đang làm cách âm nha các bạn. Đó, các bạn thấy đang cách âm. Thì đây là khu vực cách âm của MMK, khu vực lắp đặt đây. Và đi tiếp vào bên trong của mình có rất là nhiều, các bạn yên tâm đi, hôm nay có rất nhiều cái để mà chúng mình ta xem mà mở mang tầm mắt. Thì hiện tại là khu phủ ceramic, cũng như là phim cách nhiệt của trung tâm MMK. Hiện tại các anh em thợ đang tiến hành làm phủ ceramic cho chiếc mạc này. Như các bạn có thể thấy, hiện tại Dương Nguyễn đang có mặt bên trong khu trưng bày của MMK. Trước mắt các bạn đây đó chính là đèn, như các bạn thấy những thương hiệu đèn GTR. Ngoài ra nữa thì hầu như mình thấy tất cả đây là đèn GTR, độ bi đèn các thứ, có giá niêm yết tại trên này luôn. Tiếp theo như các bạn có thể thấy đây là phần túi Mercedes. Thì cái túi này có giá thị trường mình họ nhá không lầm thì khoảng 4-5 triệu một cái, rất là đẹp không các bạn. Còn về vô lăng cũng như các thứ bên này, hầu như mình thấy bên này có phải là chuyên về Mercedes các bạn à. Và điểm mạnh của cửa hàng MMK là màn hình Android. Theo mình biết á, thì màn hình này lắp như zin, lắp lên là chơi được luôn, tức là Bluetooth and Play rất là đơn giản. Thì ngoài ra các bạn sẽ làm thanh, còn các cái chứng nhận của MMK thì các bạn có thể thấy ở đây. Và đây là dàn âm thanh, tức là có thể ngồi đây, chúng ta có thể ngồi tại đây và chúng ta có thể nghe âm thanh bên trong các thứ test xong. Phần tiếp theo cũng là phần chính mà mình muốn gửi đến các bạn, đó chính là bảo dưỡng thay nhớt cho chiếc xe, nhớt Đức cho xe Đức. Và hiện tại trong con xe này mình thấy đồ chơi rất là nhiều, mà Dương Nguyễn thì không có rành, thì hiện tại có anh Linh ở đây. Anh Linh sẽ là người hướng dẫn cho các bạn cũng như là giới thiệu những đồ chơi có trên xe nha anh Linh. Ok, ở trên xe này thì có tubin LED này. Có loa Bluemaster xoay, có màng loa Bluemaster, có đèn, có giải LED ambient light ở đây. Xung quanh đây cũng có giải LED ambient light luôn. Đấy, thì khi mình đi buổi tối ấy thì lên nó rất là đẹp, nó khẳng định cái phong cách của mình rất là rõ nét. Và đặc biệt nhất là bên mình mạnh nhất là cái màn hình Android Action này, được thiết kế riêng cho Mercedes. Chúng ta có thể xài được hai hệ điều hành luôn, một hệ điều hành Zin của Mercedes và một hệ điều hành Android. Chúng ta có thể xài được cả hai hệ điều hành. Còn cái vô lăng này em thấy cũng như là cũng thay luôn rồi đúng không anh? Đúng rồi, đây là vô lăng AMG, được thay với phong cách thể thao. Có thể thấy là cái viền nó rất là đẹp, rất là phong cách rất là thể thao, có cả đường carbon ở đây. Đấy, rất là tinh tế. Và đó là những phần bên trong xe, còn ngoài xe thì có những gì? Tiếp theo cùng Như Nguyễn và anh Linh đi ra coi nha. Ở bên ngoài thì chúng ta có mặt ca lăng, có cản trước, có mâm AMG, có cản sau, lipo, đuôi gió, có thể warp, đổi màu xe. Với bên mình là chuyên độ Mercedes và bảo dưỡng Mercedes. Thì anh em nhớ tới Mercedes thì nhớ tới MMK Auto. Và bây giờ chúng ta đến phần bảo dưỡng thay nhớt cho xe.
Và với chiếc Mercedes C300 này thì chúng ta phải sử dụng loại nhớt nào để đủ đẳng cấp và đủ tầm với nó đây? Đó chính là sản phẩm Fortunix 0W40. Với những thông số rất cao là sản phẩm dầu nhớt tổng hợp có gấp nhớt là 0W40. Với khả năng bôi trơn đặc biệt, thiết kế riêng những dòng xe siêu sang, những dòng xe có hiệu suất cao, đa van, với khả năng bảo vệ động cơ cực kỳ tốt. Theo mình thấy đây là cấp nhớt cũng như các tiêu chuẩn của nó đạt chuẩn, được Porsche chứng nhận với ABI SN, công nghệ ST4X và đặc biệt với chỉ số Vconnect Index, hay còn gọi là chỉ số độ nhớt cực kỳ cao lên đến 188, sẽ là sản phẩm cực kỳ thích hợp cho chiếc Mercedes này. Và trên tay Dương Nguyễn là phụ gia nhớt xúc của động cơ E20 của Fortunix. Thì mỗi lần thay nhớt, để tối ưu được việc thay nhớt, vệ sinh những cái chi tiết kim loại bên trong động cơ, thì chúng ta nên sử dụng E20 này đổ vào trong nhớt cũ, sẽ nổ máy không tải tại chỗ từ 5 cho đến 10 phút. Sau đó chúng ta xả nhớt cũ ra, và đồng thời trước việc xả nhớt cũ ra thì chúng ta nên thay một cái lọc nhớt mới như thế này nha các bạn. Đây, lọc nhớt của Mac thì mình cái này thì không nói sâu nữa rồi. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ sử dụng đó chính là sản phẩm phụ gia nhớt Ceramic E59. Thì sản phẩm này các bạn có thể hiểu nôm na, nó sẽ phủ lên bề mặt kim loại những cái chiếc bên trong động cơ một lớp boron ceramic giúp tăng chỉ số độ nhớt và chống cái hiện tượng gọi là ăn mòn khi xe của chúng ta hoạt động với hiệu suất cao và bảo vệ động cơ tốt hơn, vượt trội hơn. Và không thể thiếu đó chính là phụ gia xăng. Đối với những dòng xe sang như thế này, xăng của nó yêu cầu sử dụng là phải là xăng RON 95 cộng trở lên. Thì đối với những cây xăng Việt Nam á, sẽ có những cây xăng không đảm bảo chất lượng thì dẫn đến là xăng của chúng ta không đủ RON, đạp nó sẽ bị hụt. Các bạn sẽ cảm nhận được rất là rõ. Và sản phẩm này nó giúp tăng 8 RON xăng và vệ sinh kim phun cũng như là van rất là tốt. Theo mình thấy sản phẩm này rất cần thiết, và đó là lý do tại sao các bạn nên sử dụng sản phẩm này cho xe của chúng ta. Và một sản phẩm, một bình như thế này, chúng ta đổ vào đầy bình xăng. Dương Sĩ Nguyễn sẽ thao tác cho các bạn xem rõ nha. Và bây giờ chúng ta tiến hành thay nhớt cho con xe này. Và đó là toàn bộ quy trình thay nhớt đứt cho xe đứt tại trung tâm dịch vụ MMK. Và Dương Nguyễn không chỉ mang đến bạn những loại dầu nhớt tốt nhất, mà chúng tôi còn mang đến cho bạn sự chuyên nghiệp và tận tâm. Dương Nguyễn hẹn các bạn ở những video clip tiếp theo nha.